Tập 22. Anh Văn à, dạo này không thấy anh nghe nhạc đó, sao vậy? Có phải là anh không thể áp chế được cá tính của con bé bá đạo A Thái không? Nhạc đó hay, nhưng mà nhạc bây giờ cũng không phải là không hay. Sở thích của anh Văn thay đổi rồi. Anh Văn à, tâm trạng đang vui, đương nhiên là nghe bài nào thì cũng thấy thuận tai thôi. A Thái, chị xong việc rồi. Xong việc rồi hả? Chị phải mau về ăn cơm với mẹ của chị đây. Chị phát hiện ra một điều nha, đó là chỉ cần mẹ của chị vui vẻ thì bệnh hen suyễn của bà ấy cũng đỡ hơn nhiều. Nếu như mà tâm trạng không tốt, vậy thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên chị phải làm cho bà ấy vui vẻ. Đúng vậy. Nè, cầm hai hộp bánh này về cho cô ấy ăn, cho chị gửi lời thăm. À, được rồi, cảm không ơn nha. Mau đi đi. Chị đi đây. À, Thứ Nhi à, dạ. Tối nay con muốn ăn gì? Ba làm cho con ăn. Ba, tối nay mình đừng ăn ở nhà nữa, đến võ quán ăn được không? Võ quán? Ừ. Võ quán có món gì ngon? À, sư phụ, mời sư phụ ăn cơm. Dạ, xin mời. Các cậu cũng ăn đi. Dạ, đúng rồi. Con xem chú ba bây giờ đã trở thành người nấu ăn cho cái võ quán này rồi, đúng không? Con xem vị trí này của chú có thể điều chỉnh một chút có được không vậy? Không thể lãng phí người tài được. Dạ được. À, thật hả? Dạ, đợi con từ Thế Vận Hội Đông Nam Á trở về điều chỉnh cho chú. Ừ. Cho chú làm trợ lý huấn luyện viên được không? Dạ đúng rồi, chú bây giờ đã là huấn luyện viên rồi thì làm chú sao còn làm trợ lý huấn luyện viên nữa? Đi, trợ lý huấn luyện viên và huấn luyện viên cũng gần giống nhau, mau ăn cơm đi. Dạ đúng. Đang nói chuyện gì vậy? Hả? Chào sư ông sư cô. Xin chào sư ông sư cô. Ngồi đi ba. Được rồi, ngồi xuống đi. Ngồi đi, ngồi đi. Sao mọi người tới đây vậy? Thêm chị cơm với đi. Ba ở nhà ăn cơm buồn quá, cho nên mới đến đây ăn cùng với mọi người. Không được hay sao? À, được chứ. Đương nhiên là được chứ chị. Chị xem cơm ban tới rồi, có được không mọi người? Dạ được. Dạ, dạ được. Quang Ninh, rất quan anh. Được rồi, ăn cơm đi, ăn cơm. Ờ, đã, đã, từ từ đã. Anh hai, anh ăn thử món em làm đi, coi có ngon không? Em làm hết sao? Đúng là không dễ dàng ha. Thanh đạm muốn chết. Chú ba, món chú làm ăn có được không vậy? Ăn được. À, đây, con xem nè. Cũng được đó. Ngon lắm, ngon lắm. Ra rồi, ra rồi kìa. Anh Trang ra rồi. Mọi người ơi, anh trai tôi ra rồi. Anh Văn à, anh nói vài lời đi. Anh còn biết nói gì không? Anh hai, mọi người mong anh nói vài lời thì anh cứ nói vài lời thôi, có gì đâu chứ. Đúng rồi. Anh à, nếu như mà anh không nói thì tôi nói với mọi người được không? Em đùa thôi, anh hai nói đi. Nè, anh Văn, anh Văn à, nói vài câu đi. Nói đi mà. Anh Văn à, anh cứ nói với mọi người vài câu đi. Ở khu Tâm Loan này, gia đình anh đều là những người tài năng hết. Nhớ năm đó em gái của anh là Lương Tiêu thi đỗ trường trung học ở Lĩnh Nam. Tất cả mọi người ở đây vui tới nỗi đều tới nhà của anh chúc mừng, uống rượu ăn cơm tại nhà họ Lương đó. Anh xem bây giờ Gia Đống lại tham gia cái gì mà Thế Vận Hội Đông Á. Trời ơi, đây đúng là chuyện vô cùng tốt đó nha. Bây giờ anh nói vài lời với mọi người đi. Đúng rồi đó. Nói vài lời đi. Chuyện Gia Đống tham gia Thế Vận Hội Đông Á cũng không có gì là to tát, cũng không phải là người giành chiến thắng, cũng chỉ là múa dài đường dinh xung quyền
ở trên võ đài mà thôi. Và đóng biểu diễn rất tốt mà, có thể múa dài đường võ ở Thế vận hội, như vậy đã là không dễ dàng rồi. À, phải đó. Phải. Trong lòng đang rất là vui. Chị Dũng thấy đúng vậy, chỉ là đang ngại ngùng thôi. Và đóng là niềm tự hào của xóm chúng ta, đúng không? Hay lắm. Hay lắm. Được rồi. Các con, hôm nay quán chúng tôi đóng cửa không tiếp khách, chiêu đãi võ quán nhà họ Lương. Gia Đống là sư phụ các con, theo gia giới chú cũng là ông các con, đúng không? Dạ đúng. Gia Đống sắp biểu diễn rồi, trước hết chúng ta chúc cậu ấy biểu diễn thành công. Các con thoải mái uống đi ha. Cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn ông. Đi nấu cho các con ăn đi. Ai nó gọi ông vậy? Đứng dậy. Dạ, mời ông ngồi. Dạ, xin mời. À, Võ à, anh Giang đâu rồi? Anh Hai hả? Đang ở ngoài phát bánh hành nhân. Cái này ngon nè. Ăn đi. Ngon lắm. Dạ, ngon lắm. Ba. Con làm cái gì mà thở hổn hển vậy? Gia Đống sắp bắt đầu biểu diễn rồi sao ba? Cứ phát như vậy mãi. Trời ơi, có người ba nào như ba không chứ? Nè, Gia Đống đại diện cho Macao tham dự lễ vận hội Đông Á, đây là niềm vui lớn dường nào. Mang lại dễ dàng cho Macao, mang lại dễ dàng cho Trung Quốc, mang lại dễ dàng cho khu Tam Loan, còn là mang lại dễ dàng cho cả tổ tiên nhà họ Lương chúng ta nữa. Ba đã làm mười mấy cái bánh đều là vì nó hết. Mười mấy cái? Ba hôm nay không đau lòng hay sao? Còn nữa, chú đại quán con nói để chúc mừng chuyện này nên mời mọi người ăn miễn phí một ngày, đúng là tốn kém. Nè, nhà bên kia kìa. Dễ thương thiệt đó. Đúng vậy, được đó. Nè, chúng ta qua đó xem sao đi. Được. Đi thôi. Đi. Đi đây. Nè, đừng có uống nữa. Ra nhảy với anh đi. Đi. Thầy, đi thôi. Bỏ tôi ra. Đi. Ra chú chị, tụi anh đi mà. Ra nhảy, đừng có ngại. Buông ra. Đi. Làm gì vậy hả? Đi. Bỏ ra. Ra nhảy với anh. Bỏ quên ra. Nè. Làm cái gì vậy? Hả? Mày. Đừng có đánh nữa mà. Dừng tay lại. Tôi cảnh sát đây. Tiểu soái. Chú Dân à? Chú Dân. Sao lại xem đi. Chú xem. Nè, cẩn thận. Từ từ thôi. Con sao mà bị như vậy? Ông à, đừng có hỏi nữa mà. Mau xem sao đi. Tiểu sói anh hùng cứu mỹ nhân nên bị một đám côn đồ đánh đó. Đau quá ông ơi. Đừng có động đậy. Đã, con có gì đâu. Nói cho ông. Giữ đau một chút đi. Giữ chặt đi. Con còn biết đau hả? Biết đau thì lần sau đừng có đi đánh nhau nữa. Còn chẳng phải là con uống say sao? Uống à? Ông cũng chẳng thể ngăn nổi con nữa. Anh mà không uống say thì anh không giúp em hả? Giữ chặt nó lại. Đừng động đậy mà. Mỏi tay muốn chết. Sao? Dạ ở đâu? Xương của con cũng coi như là cứng rồi. Con cảm ơn ông nhiều nha. Không có gì. Anh làm gì mà cứ dựa vào người em hoài vậy? Ra nhiều mồ hôi quá. Anh lau vào quần áo của em phải không? Lau vào áo anh nè. Trời ơi, tự nhiên đau bụng quá. Tôi đi vệ sinh một chút nha. Hả? Anh còn đau không? Đau lắm đó.
Em hỏi anh chuyện này nha. Nếu như anh không có uống say thì anh có giúp em nữa không? Vậy sao ban nãy em lại tới đó uống rượu chứ? Chẳng phải anh cũng ở đó uống rượu hay sao? Anh thì coi như xong rồi. Chị Thư và anh Văn Dương đã hoàn toàn làm lành rồi. Đừng có đánh trống lảng. Em đang hỏi anh chuyện, nếu như mà anh không uống say thì liệu anh có còn đến giúp em không? Nếu như anh không uống nhiều rượu thì anh cũng không thể đứng đó nhìn em bị kẻ khác bắt nạt được. Tiểu soái à, anh thật là tốt. Bởi vì anh là một chiến sĩ cảnh sát mà, anh phải bảo vệ tốt cho từng người dân chứ. Đau đâu? Đau chết anh luôn đi. Sao em ác dữ vậy? Sư phụ, mời vào. Chào mừng quý khách. Ông chủ, hôm nay chúng tôi bao cả quán nha. Tất cả các món chúng tôi thanh toán hết. Cảm ơn. Được. Cảm ơn nha. Wow, trận này đủ lớn đó. Đương nhiên rồi, sư phụ của con tham gia thi đấu thì chắc chắn sẽ được quán quân thôi. Được rồi, thấp giọng xuống. Chị à, có phải là ba kêu em về nhà không? Em bây giờ đã là người nổi tiếng của khu Tam Loan này rồi. Ba hôm nay cũng rất là vui, nên để em bên ngoài ăn mừng vui vẻ. Được thì xấu. Tốt quá rồi chị à, chị muốn ăn gì cứ việc gọi, tất cả em sẽ trả hết. Mãi tới bây giờ mới được em mời cho một bữa, vậy mà em chỉ chăm sóc chị như vậy thôi sao? Như vậy là tốt lắm rồi, có phải không? Dạ, các em chắc tốt. Dạ, phải. Anh, chúc mừng anh nha. Em hả, chị miễn cưỡng thấy tự hào một xíu thôi. Tặng nè. Dạ, cầm lấy đi. Tới lúc nào em còn biết gọi anh là anh đây, có phải là thấy sang bắt hoàng làm họ không? Thôi được rồi đó, mau cảm ơn Hiểu Văn đi. Người một nhà không cần phải khách khí. Nè, anh thấy anh trai của em lợi hại không? Anh ấy bây giờ trở thành cao thủ Dịnh Xuân Quyền nổi tiếng khắp thiên hạ. Sợ là về sau những ngọn cỏ ở khu này cũng phải thay người rồi. Ê, tứ chi của người nào phát triển thì đầu óc của người đó càng đơn giản. Sau này anh ấy lại thành anh của em vậy hả? Anh dám khiêu khích mối quan hệ giữa em và anh trai em hả? Đâu, tay anh từ nhỏ đã bị chị Thương nhéo rồi. Vậy nên em đừng nhéo tay anh nữa. Em mà còn nhéo nữa, anh sẽ thành lưu bị mất mà thôi. Tại sao chị Thương Nhi thì làm được, còn em thì không được? Nè em. Em cái gì mà em chứ? Em thích gì thì làm đó. Đau quá. Bỏ ra, kỳ quá. Đau, đừng nhéo không nữa mà đâu. Trời, nhéo hồi hư tay đó. Trời ơi, tay hư có trách nhiệm cho không? Cho anh chưa? Anh Văn à, nè, ngồi đi. Anh Văn à, con trai làm chúng ta nở mày nở mặt rồi. Anh Văn, em biết anh lo cho Gia Đống rất nhiều. Này con đã lớn khôn rồi, vậy thì chúng ta có thể yên tâm, có thể cảm thấy tự hào vì nó. Đây là niềm vinh hạnh của nhà họ Tô các người. Hơn nữa, biểu diễn dài đường võ ở Thế vận hội Đông Á cũng chẳng có gì to tát hết. Gia Đống có tiền đồ rồi, nó mang vinh dự về cho nhà họ Lương chúng ta. Ừ.
Ba, ba ơi. Ba ạ, tất cả mọi người ở khu chúng ta đang vui mừng cho con, sao ba không hào hứng chút nào vậy? Dạ đúng à. Ba nói con nghe nè, những lúc vui vẻ cũng nên bình tĩnh lại, đừng có để thắng lợi làm u mê đầu óc. Đời người còn dài lắm. Ồ, chán thật đó. Chị à, con xin phép con ra ngoài trước. Con trai à, sao vậy? Hả? Tay của con bị sao vậy? Con chẳng phải bị Tô Văn Văn véo sao? Hả? Nó dám véo con trai của mẹ. Trời ơi, đúng là cùng một mẹ sinh ra. Bên này đã bị Lương Thư nhéo cho như vậy rồi. Thôi thôi thôi, sau này nhéo bên này nữa, như vậy hai bên mới bằng được ha. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nè, dạ. Con làm cái gì vậy? Cô nói. À, được rồi, được rồi. Sau này chỉ được nhéo bên này thôi đó, bên kia không được động vào. Dạ. Mẹ, mẹ có phải mẹ đẻ con không vậy? À, em thôi đi, đau muốn chết. Anh Văn à, em đúng là mừng thay cho anh đó nha. Anh xem bây giờ Thương Nhi và Văn Dương cũng đã thành đôi rồi, nhìn rất là xứng đôi. À, còn Gia Đống ha, à, cái thằng bé này lúc nhỏ đúng là khiến người khác phải bận tâm, vậy mà chớp mắt nó đã lớn lên đi biểu diễn ở lễ khai mạc của Thế vận hội Đông Nam Á. Đây đúng là điều khiến người ở khu Tam Loan chúng ta được nở mày nở mặt. À, sao lại em nói có gì không đúng sao hả? Trời ơi, người khác thì thấy vui mừng, anh Văn sẽ không cảm nhận được, mặt vẫn như vậy, mất cảm giác rồi. Ai, nói cũng đúng, nhìn dáng vẻ của Gia Đống, muốn nó kế nghiệp nhà họ Lương đúng là rất khó. Chú Ba, chú xem đi, bây giờ nhiều đồ đệ như vậy, sau này chú sẽ bận lắm đó nha. Đâu có. Gia Đống à, bây giờ con công thành danh toại rồi. Chuyện đó con có nên cân nhắc một chút không? Cân nhắc chuyện gì? Ba con nói chú hỏi con chuyện kế nghiệp làm bánh của nhà họ Lương, học bí kíp làm bánh hạnh nhân của nhà chúng ta đó. Chú Ba, con đó hả? Không bao giờ có cái suy nghĩ đó đâu. Chú cũng về khuyên ba con đi, để ba con truyền cái bí kíp làm bánh đó cho chị con. Bây giờ là thời đại gì rồi chứ, nam nữ đều bình đẳng hả? Truyền cho con trai hay con gái đều như nhau hết. À, em nghe nói đi, chuyện này không bằng truyền lại cho Thương Nhi đi, có đúng không? Thương Nhi từ nhỏ đã theo anh làm bánh hạnh nhân, nó còn sẵn sàng cùng anh làm chuyện này. Anh truyền lại cho nó, em lại thấy còn tốt hơn truyền cho Gia Đống. Đúng rồi, Thương Nhi tốt, Thương Nhi cái gì cũng tốt. Nó sao lại làm lành với Văn Dương rồi sao? Từ khi nó còn nhỏ, tôi đã hy vọng nó có thể trở thành con dâu của tôi. Anh xem, nó cùng với Tiểu Soái, hai đứa nó là thanh mai trúc mã. Nó nhéo tay Tiểu Soái, làm cho thằng nhỏ cái tay như là của Lưu Bị vậy đó. Sao đột nhiên bây giờ nó lại tới với cái cậu Văn Dương? Nó lại làm lành với Văn Dương rồi. Vậy con trai của tôi, nó bỏ lại một bên rồi hả? Ở đây có chỗ nào công bằng để nói không chứ? Chuyện của tụi nhỏ tôi không hiểu được. Như vậy đi, tôi thay Thư Nhi nói lời xin lỗi với Tiểu Soái. À, trời ơi, đã nói là uống rượu mừng rồi, uống đi uống về sao lại thành uống rượu buồn rồi chứ? À, cái rượu này à... À, được được được, uống rượu mừng, uống rượu mừng. À, thực ra Thương Nhi mà vui vẻ thì tôi cũng thấy vui vẻ. Cái cậu Văn Dương này đúng là rất được, chỉ là không đẹp trai bằng con trai của tôi thôi. Nhưng mà người ta có tài hoa, có đúng không? Về điểm này thì
con trai của tôi không bằng cậu ấy. Nè, cái này tôi không đồng ý. Em làm mẹ ruột mà nói như vậy sao? Đúng, cái cậu Văn Dương đúng là rất tài hoa. Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng không phải là người Ba Cao. Em nói xem, nếu như cậu ấy làm xong công trình này, cậu ấy mà đi rồi, không phải Thư Nhi cũng đi theo cậu ấy luôn sao? Đúng vậy. Hả? Em làm như vậy, anh và anh Văn lại giống nhau nha. Một mình trong cửa hàng. Anh cứ yên tâm đi, tới lúc đó em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh. Trụ này khó uống quá, không uống nữa. Con người gì mà không biết đùa gì hết. Con trai của em vẫn có hy vọng. Ba, sao ba lại một mình ở đây uống rượu buồn như vậy? Vốn dĩ uống rượu là để ăn mừng, nhưng không biết tại sao hôm nay càng uống lại càng thấy không vui chút nào. Bây giờ gia đóng cũng thành công rồi, ba còn chuyện gì mà không vui chứ? Nói thật thì qua vài năm nữa con cũng kết hôn rồi, con cũng sẽ chuyển về trong nước mà sống. Con vậy ra đóng, nó phải trông coi võ quán, không có thời gian quan tâm tới bà. Căn nhà rộng lớn như vậy, chỉ có mình ba cô đơn sống ở đây. Chuyện đáng tiếc nhất là không có ai kế nghiệp nhà họ Lương chúng ta. Căn nhà của họ Lương bị mất đi trong tay của ba. Tận mắt nhìn thấy tiệm bánh Lương kia, sau này không có người thừa kế. Ba, Văn Dương sẽ không rời khỏi Ma Cao đâu, con cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Lương. Sự nghiệp của Văn Dương sau này càng ngày càng phát triển, con cũng sẽ phải theo chồng, có thời gian đâu mà quản lý Lương ký. Vậy thì con sẽ không kết hôn nữa. Con nói cái gì vậy? Con gái mà sao không thể lấy chồng được? Ba, con thật sự không lấy chồng nữa mà. Văn Dương là một người tốt, chỉ cần con thích thì ba cũng sẽ thích. Những chuyện khác để sau đi ha, không quan tâm nữa. Không quan tâm, không quan tâm ha, không quan tâm nữa. Dì Duyên. À Văn à, con ra ngoài hả? Dạ. Võ quán mới của gia đóng sửa chữa, con đến xem thế nào? Thằng đó gia đóng này bây giờ thành công quá rồi. Nó đã tham gia biểu diễn võ thuật ở Thế vận hội Đông Á. Khu Tam Loan này phong thủy bảo địa, nhiều người xúc chúng. Chú Văn à, chú nói với anh gia đóng, con cũng học theo Vịnh Xương Quyền của anh ấy. Vịnh Xương Quyền của anh gia đóng còn biểu diễn cả ở Thế vận hội Đông Nam Á nữa mà. Khu Tam Loan của chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long. Đi đi. À, con đi nha. Đi đi con. Sức ở khuỷu tay là khuỷu tay, lực ở thắt lưng, có biết chưa? Mở khuỷu tay ra. Đúng rồi, chuyển tiếp. Chuyển. Dạ đúng à? Đúng vậy. Lên đây. Ba. Dạ chào sư ông. Dạ chào sư ông. Quyền đá hãy để giao lông, cước thích hạ sơn mảnh hổ. Làm gì có ai lại treo câu đối khoa trương như vậy chứ? Luyện võ để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải để đánh nhau đâu. Dạ không phải đâu sư ông. Con thấy câu đối này rất có khí thế, rất là phù hợp với sư phụ. Làm người không nên kiêu ngạo như vậy. Cho con xem cái này.
Trời ơi, được rồi, xem cả ngày hai đứa xem có hiểu gì không hả? Vậy để em đi lấy cái thang. Để con lấy keo dán. Tồn tâm thần tự an, hữu tâm Phật dục thế, tính tâm dạng hữu. Ba, đây không phải là câu đối của Liên Ký sao? Lời dạy của nhà họ Lương chúng ta là có tính, có tâm, ắt có lòng tin, không được bỏ cuộc. Khi gặp khó khăn, khi thành công, không được kiêu ngạo. Có tính, có tâm. Ba, con có lòng tin sẽ làm cho võ quán phát triển, phát huy thật tốt danh xưng quyền. Anh xem, cổ họng còn chưa khỏi nữa. Nè nè, nước đường em vừa mới nấu đó. Được anh rồi, uống được đi. Rồi. Đợt trước đại quán muốn chuyển đi, sao bây giờ không thấy nhắc tới nữa? Nếu anh ấy không nhắc thì anh cũng đừng có nhắc cho anh ấy. Thực ra thì anh ấy có thể về đoàn tụ với chị dâu, đáng ra em sẽ thấy vui. Nhưng bây giờ có mấy cửa hàng liền, em một mình làm thật sự không nổi. Nè anh Văn à, cổ họng của anh mấy ngày rồi, hay là đi bệnh viện đi. Thôi anh uống đi, để em làm cho, em làm là được mà. Mọi người đang họp hả? Vậy chúng đưa em qua. Những gì cần nói thì đã nói xong rồi. Giải tán đi. À, bánh hạnh nhân, anh cầm lấy chia cho mọi người ăn nha. À, cảm ơn chị dâu. Chị xinh quá. Lần nào em tới cũng mang theo đồ ăn, khiến họ sắp thành những con mèo thăm ăn, ngày nào cũng mong em tới. Vậy còn anh thì sao? Hối hận rồi. Anh hối hận cái gì? Anh không muốn nhìn thấy em cười với người khác, không muốn thấy em làm bánh hạnh nhân cho người khác ăn. Chỉ muốn em tốt cho mình anh thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen lung tinh nữa? Đợi anh già rụng răng rồi, bởi vì yêu em nên sẽ ghen. Nhân lúc còn nóng, anh uống đi. Tối qua anh nằm mơ thấy em. Mơ thấy em sao hả? Mơ thấy hai chúng ta kết hôn. Vậy thì anh mơ một giấc mơ đẹp rồi. Đẹp gì chứ. Anh cưỡi lên một con ngựa tốt và đưa em tới cửa, chuẩn bị bái thiên địa. Thì ba em đột nhiên ngăn lại, nói rằng không đồng ý, cứ đòi đưa em đi. Sợ quá anh liền tỉnh dậy. Bây giờ anh vẫn còn thấy hoang mang. Chắc là đợt này anh bận quá nên mệt thôi. Em khó mà có một ngày nghỉ, vậy mà vẫn qua đây thăm anh. Đó, giấy thông hành của em và bác Lương làm tới đâu rồi? Giấy thông hành mới này có thể dùng cả đời, giống như là chứng minh nhân dân, sau này đi lại cũng dễ dàng. Anh tính là sau khi làm xong công trình này, anh sẽ xin nghỉ vài ngày, đưa em về Quảng Đông. Về Quảng Đông sao? Bác Lương chẳng phải là luôn muốn tìm về cội nguồn hay sao? Khi nào em có thời gian, anh đưa em về nhà gặp ba mẹ anh. Bây giờ em về gặp ba mẹ anh hả? Con dâu xinh đẹp cũng sợ gặp ba mẹ chồng sao? Tiểu niệm đầu là bài quyền nhập môn đầu tiên của Dịnh Xuân Quyền. Muốn luyện tập bài tiểu niệm đầu thì cần phải thả lỏng toàn thân, bao gồm đôi vai, khuỷu tay và cổ tay, hóp ngực và bụng, hai chân mở rộng. Sư phụ, có người tới kìa. Anh chính là sư phụ sao? Đúng vậy, tôi chính là Lương Gia Đống. Có gì chỉ giáo không? Chào anh, tôi đến để ứng tuyển huấn luyện viên. Muốn làm huấn luyện viên phải qua cửa của sư phụ tôi đã.
cắt lương. Nè, hôm nay làm sao vậy? Trên đường không thấy một bóng người, bánh hạnh nhân bán cũng chưa hết. Bác Lương à, bác không biết sao, gần cửa hàng chúng ta mới mở một tiệm bánh Ngụy Ký. Còn nói bác nghe nha, người đông lắm, phát quảng cáo khắp phố luôn. Nè bác xem nè, người ở bên đó đông quá trời luôn. Họ còn tặng trà sữa cho con nữa nè. Ai mà mua bánh hạnh nhân bên đó đều được tặng hết. Cái đó hả? Ừ. Bánh có ngon không? Ừ, vị không tồi đâu. Tôi tên là Ella, năm nay tôi 24 tuổi, người Rumani. Tôi học Vịnh Xuân Quyền ở Phật Sơn 3 năm. Tôi thích võ thuật Trung Quốc và cả đồ ăn nữa. Sao hả sư phụ? Có qua không sư phụ? Đưa cho cô ấy quyển Thất Hiệp Võ Nghĩa nghiên cứu trước. Võ thuật Trung Quốc nằm ở việc tu tâm, nhất là Vịnh Xuân Quyền. Vì vậy một người nước ngoài cần phải hiểu rõ về văn hóa truyền thống Trung Hoa mới có tư cách làm huấn luyện viên ở võ quán Hào Lương chúng tôi. Thất Hiệp Võ Nghĩa tôi đọc qua rồi. Tôi còn đọc qua Anh Hùng Xạ Điêu, Tiểu Lý Phi Đao nữa. Dạ đúng rồi. Em ấy sắp đến rồi. Hôm nay chú ba có việc đi từ sớm, chú nói có người đặt xe đưa ra sân bay. Đợt này em không bận hả? Dạ bận. Dù bận cách mấy em cũng phải đến. Mà Phú Thành nói đi học ở Bắc Kinh rồi. Sang Sang cũng đi học lớp ung thi. Làm người học hành tốt là một chuyện tốt. Học ra học, chơi ra chơi. Anh hai, dạo gần đây em thấy tiệm ở Lương Ký có vẻ vắng khách. Làm ăn không được tốt hay sao? Kinh doanh mà cũng như làm người vậy, có lúc thăng có lúc trầm thôi. Xem ra tiệm Ngụy Ký này đúng là làm mất khách của chúng ta không ít đó. Chỉ là tạm thời, không sao đâu. Ba, người ta có bao nhiêu chiêu trò đều đã tung ra hết rồi. Cứ như vậy chúng ta sẽ bị đánh bại mất thôi. Chúng ta không thể ngồi đó chờ chết được. Hay là như vậy, chúng ta cũng làm quảng cáo. Giá cả bên truyền thông con đã nghe ngóng hết rồi. Không cần thiết. Bên Ngụy Ký họ không có nền tảng, chỉ dựa vào quảng cáo thôi. Tiệm Lương Ký chúng ta có cả trăm năm nay rồi. Chúng ta dựa vào danh tiếng của mình. Vậy được rồi, chúng ta không làm quảng cáo nữa. Chúng ta có thể mở một cửa hàng để nhượng quyền. Em nhớ lúc trước có một người tới hỏi chúng ta rồi đó. Cửa hàng chuyển nhượng đâu có dễ như vậy. Chất lượng ai kiểm tra đây? Nguyên liệu thực phẩm ai kiểm tra? Bánh hạnh nhân của Lương Ký chúng ta không có 20 năm tay nghề thì không thể tạo ra mùi vị như vậy. Hơn nữa, nếu phát triển theo cách đó, bà dám đảm bảo rằng không đến 3 năm tiệm bánh Lương Ký nhà chúng ta sẽ phải đóng cửa. Anh hai, trên thế giới có rất nhiều chủ cửa hàng chuyển nhượng lắm. Họ có một hệ thống rất hoàn chỉnh, có thể kiểm soát được mọi thứ luôn. Bây giờ chẳng nói tới việc Lương Ký phát triển hay là không phát triển. Bây giờ chúng ta phải thay đổi mới có thể tồn tại được. Thay đổi mới có lối thoát. Thay đổi, thay đổi, thay đổi. Thay đổi thì sẽ giảm sút, mùi vị cũng sẽ giảm sút, chất lượng cũng sẽ giảm sút thôi. Ba, như vậy ba cố chấp quá rồi đó. Không nói nữa. Chỉ cần Lương Đỉnh Văn này sống ngày nào thì bánh hạnh nhân của tiệm Lương Ký sẽ là một cách nghiêm túc giữ vững tấm biển của chúng ta. Căn nhà của nhà họ Lương đã không còn nữa, bà không thể không có tấm biển này. Nếu không sẽ có lỗi với tổ tông. Chỉ cần ba còn ở đây thì đều phải nghe lời của ba. Từ khi ba chết rồi, còn muốn làm gì thì làm. Ba, ba, chị, mọi người nghe nói chưa? Bên Ngụy Ký mời cả Minh Tinh tới làm người phát ngôn. Ba xem bánh của họ làm không công bằng chúng ta, nhưng mà quảng cáo đúng là có thủ đoạn. Họ mời ai vậy? Người mà rất là nổi tiếng, tên gì vậy ta? Hiệu quả như thế nào? Hiệu quả vô cùng tốt, rất là nhiều người thấy đó. Ở ngoài cửa toàn là người, làm cho đường bên họ cũng bị tắc luôn rồi.
đám tiểu sói còn phải tới đó dẹp trật tự. Em thấy hôm nay kiểu gì Ngụy Ký cũng lại lên thời sự cho coi. Nghe vậy hiệu quả thực sự rất tốt đó. Ừ. Ba, chị à, ba lại làm sao nữa vậy? Vì chuyện của Lương Ký, ba lại không vui nữa rồi. Được rồi, các con cứ ăn cơm đi. Thư Nhi à, vào đây uống ly nước đã. Dạ không cần đâu dì Kỳ, con cảm ơn. Bà của con vẫn chưa nghĩ thông. Ừ. Chú để quán này đi nói chuyện với ông ấy rồi. Ừ. Có lẽ là do con nóng vội quá, cách làm chưa được đúng. Sao lại trách con được chứ? Đều là tại ông ấy. Ông già lạc hậu. Thì ổn thôi, ông ấy sẽ nghe con thôi mà. Sư phụ. Được đó sư phụ, đến cũng rất sớm. Sao hả? Cậu có ý gì đây? Ý là sư phụ còn lợi hơn các cậu sao? Không có ý gì hết. Đó, mọi người chia nhau ra ngắm. Cảm ơn sư phụ. Dạ cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ nha. Ngon quá. Cô Ella, mời cô ăn bánh. Lương sư phụ bình thường thích cái gì? Thích võ thuật. Ngoài võ thuật ra, ngoài cái này ra thì chỉ có thể là bánh hạnh nhân. Lương sư phụ có hay đọc sách không? Ví dụ như Thất Hiệp Võ Nghĩa. Đương nhiên rồi, sư phụ thường nói với chúng tôi, nói là muốn học Vịnh Xuân Quyền thì phải chăm đọc sách, nếu không thì sẽ trở thành một người vô dụng, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Thôi, chúng tôi đi làm việc nha. Nhã Kỳ. A Thái đâu rồi? Lại xin nghỉ nữa hả? Dạo này kinh doanh không được tốt. Nó nói muốn về thăm mẹ. Tôi cho nó nghỉ vài ngày rồi. Cũng tốt mà. Anh xem dạo này quá sạch sẽ quá mà. Anh Văn à, em mới có hai người họ hàng ở dưới quê lên. Em mua hai hộp bánh hạnh nhân về cho họ ăn thử ha. Không cần trả tiền. Đây, cho cô đó. Anh nói xem cái tiệm Ngụy Ký sao kinh doanh tốt như vậy chứ? Hay là họ cướp bất thần tài nhà anh rồi? Anh Văn à, hay là anh đến đền mẫu xin đi. Vừa hay bây giờ quán cũng không có khách, hay là anh đi luôn đi, em giúp anh coi cửa hàng có được không? Ba à, có việc gì để cho con làm cho. Dạ, không cần phải dạy học trò sao? Con thuê một cô giáo cũng không phải là để trưng bày, không có việc gì đâu. Bây giờ Gia Đống đã là ông chủ rồi. Anh Văn à, anh đi đi. Anh Văn à,
Anh Văn, em đang cần tìm anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Được thôi. Anh Văn à, Gia Đống bây giờ tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện chung thân đại sự của nó, anh phải hỏi con xem. Chuyện này sao? Hoàng đế không gấp, thái giám không gấp, tôi gấp làm gì chứ? Nhưng mà bậc làm cha mẹ phải nghĩ cho con chứ. Đây là chuyện lớn cả một đời người mà. Không chỉ là chuyện lớn của cả đời người, lấy vợ không tốt sẽ hại đến đời con cháu. Thiệt ra lúc trước em cũng giới thiệu cho nó một vài cô gái, gia thế đều rất là tốt, nhưng mà nó đều phá hỏng hết. Người ta xuất thân ra sao, chúng ta xuất thân ra sao, chúng ta không thể giới cao được. Không phải là chuyện giới cao hay không giới cao, mà là Gia Đống vừa gặp mặt đã nói chuyện võ thuật với người ta. Anh nói xem người ta làm sao vui vẻ được. Em vừa nói, nó liền nổi cáo với em. Đừng có nói nữa, cô là mẹ của nó đó. Cái tính cách này của nó không phải là giống anh sao? Giống tôi không tốt sao? Không lẽ giống Tô Lâm? Anh lại như vậy rồi. Em đang nói chuyện của con trai với anh đó. Anh cứ về rồi nói chuyện với con đi ha. Nó sẽ nghe anh đó. Tôi cũng mong sớm có cháu bế đây. Vậy thì anh mau tìm lúc thích hợp nói chuyện đi ha. Tôi biết rồi.